bảo cha hay ông bánh đánh mua ai vậy? Ông chú mua ai cây? Mua mì làm phần. Đúng sai. Anh đang hồi chú quá, mua sập phần nâng. Này, làm phần. Ờ, làm phần nâng. Anh ấy mua làm phần sập phần là mấy anh? Anh rơi ớt sắp hại thơ mấy.